các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ trả lời câu chuyện về kế hoạch thu chi của gia đình bạn Nga. Bạn có gửi lên trong cộng đồng đầu tư thông minh tự do tài chính. Và hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng để giải đáp những cái thắc mắc của bạn có gửi về cho chương trình. Bạn Nga có chia sẻ đó là hôm qua thì hai vợ chồng mình có ngồi lại và review những khoản chi tiêu. Mình năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình và có một bé 3 tuổi. Hai vợ chồng mình đi làm, tổng thu nhập cả hai vợ chồng khoảng 25 triệu trên một tháng. Hàng tháng thì tiền ăn uống chi tiêu của mình đưa cho bố mẹ là 6 triệu trên một tháng. Nhà mình thì có thuê một cô giúp việc đưa đón cô cậu đi học và dọn dẹp nhà cửa, cơm nước theo giờ là 3,5 triệu trên một tháng. Ngoài ra thì tiền học hành cho con là 6 triệu một tháng, bỉm sữa là 1 triệu một tháng. Ngoài ra thì hai vợ chồng đi làm nên ăn trưa ở bên ngoài thì cả đi lại hết khoảng 9 triệu trên một tháng. Đó là còn chưa kể những đồ lặt vặt linh tinh, ma chay cưới hỏi, loanh quanh thì đến cuối tháng cũng thấy tiền bay vèo rồi. Có tháng thì còn âm vào tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trước đây. Nếu cứ giữ tình trạng này thì tiền tiết kiệm cũng sẽ âm và hết sạch tiền mất. Chắc các bạn cũng biết là 25 triệu trên một tháng cho 3 người thì không phải là nhiều khi sống ở Hà Nội. Nên vấn đề tài chính, tăng thêm thu nhập thật sự là vấn đề rất đau đầu của hai vợ chồng mình. Nhiều đêm thì hai vợ chồng cũng bàn nhau suy nghĩ nên kinh doanh thêm gì. Nhưng do cả hai đều đi làm, nếu kinh doanh thì không đảm bảo thêm nữa. Do vốn cũng không đủ nhiều để có thể mở cửa hàng. Do vậy, mình mạn phép lên đây để hỏi và nhờ các chuyên gia cho lời khuyên để vợ chồng mình có hướng giải quyết. Chứ thật sự cứ như thế này thì rất là bế tắc. Đôi khi cũng chạy lòng và cảm thấy bản thân thật kém cỏi khi thấy những người bằng tuổi mình đã đầy đủ biệt thự, xe hơi. Còn bản thân mình thì cứ loay hoay với suy nghĩ làm sao để kiếm tiền mà nghĩ mãi vẫn không ra. Như vậy thì sau câu chuyện của chị Nga có chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là gia đình chị Nga đang gặp hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là về tình hình thu chi của gia đình chị Nga. Và vấn đề thứ hai đó là về là chị Nga, gia đình chị đang muốn tăng thu nhập. Về tình hình thu chi thì chị Nga có chia sẻ là bố mẹ hàng tháng thì chị có đưa cho bố mẹ để mua đồ chi tiêu trong gia đình là 6 triệu. Thuê giúp việc là 3 triệu rưỡi. Cho con đi học, tiền học là hết 6 triệu, bỉm sữa hết 1 triệu. Ngoài ra thì hai vợ chồng tiêu và đi lại hết 9 triệu trên một tháng. Đó là chưa kể đến tiền ma chay và tiêu linh tinh. Thỉnh thoảng thì gia đình còn đi du lịch nữa. Như vậy thì những cái khoản tiền mà chị Nga có chia sẻ ở đây thì đã rơi vào 25 triệu rưỡi rồi, đang vượt qua cái mức thu nhập của chị Nga. Chính vì vậy nếu như mà cứ giữ cái tình trạng này thì sẽ rất là đáng báo động đối với tình hình thu nhập của chị Nga. Thì theo quan điểm của em thì em nghĩ đó là gia đình chị Nga có thể rút bớt một vài những khoản chi tiêu để mình có thể có cái mức chi tiêu hợp lý hơn. Không thể để cho tình hình là chi nhiều hơn thu như thế này được. Thì nhìn vào những cái chị Nga có chia sẻ thì chị Nga có thể cân nhắc cái tiền, cái khoản mà vợ chồng đi làm ăn trưa bên ngoài hết 9 triệu trên một tháng. Thì cái khoản này thì gia đình chị có thể cân nhắc là mình sẽ mang cơm ở nhà đi để có thể giảm bớt cái khoản chi tiêu này. Và cái khoản thứ hai chị Nga có thể xem xét đó là về cái mức tiền học cho con thì rơi vào khoảng 20% tổng thu nhập. Nhưng như vậy thì mức tiền học cho con của chị Nga đang rơi vào quá 20%, 24%. Thế nên chị Nga có thể cân nhắc xem xét để có thể giảm bớt đi. Theo quan điểm của anh Quang thì sẽ là như thế nào ở phần kế hoạch chi tiêu của anh gia đình chị Nga? Anh nghĩ là cái phần chi mà phân tích như của Duyên là cũng rất là hợp lý rồi. Cũng không thấy có gì cần phải tính toán thêm ở đây được cả. Chỉ có ví dụ như cái chỗ mà phải đang thì là chưa kể mua những đồ lặt vặt linh tinh, ma chay cưới hỏi loanh quanh đấy. Đấy thì cái phần đó bạn không có thông tin chi tiết ở đây để mình có thể lượng hóa được là nó mất thêm một số tiền như nào. Đấy, thì quan điểm của anh là cứ cái gì đáng thì là mình xem xét, mình chi thì nó hợp lý thôi, còn không đáng thì mình không chi. Chứ mình cũng không nên là quá đau đầu cái chuyện là ví dụ như là những cái đám cưới nào mình cũng cứ phải tham gia chẳng hạn, hay là đám ma chay nào mình cũng không cần phải như vậy.
2018. Thì nếu mà bạn có thông tin ở phần này nữa thì mình sẽ xem xét cái phần này hơn. Mình nghĩ là với cái cây của bạn nghe thì có lẽ là cái phần thu nhập là cái phần mà chúng ta cần phải bàn nhiều hơn. Đấy, thì không biết là Duyên có ý kiến gì ở cái phần thu nhập của gia đình này. Gia đình chị Nga đang muốn tăng thu nhập thì theo quan điểm của em ý, thì tăng thu nhập thì có hai loại thu nhập để gia đình chị Nga có thể xem xét, đó là thu nhập thụ động và thu nhập chủ động. Về thu nhập chủ động thì tức là chị Nga có thể tự đi làm thuê hoặc là tự mình làm ra những cái khoản thu nhập đó thì và tạo ra cái khoản tiền mà thụ động thì có thể là chị Nga xem xét đến những cái tình hình là mình đem tiền đi đầu tư để hàng tháng sinh ra cái lợi suất cho mình. Và cái thứ hai nữa là chị Nga có một cái mô hình kinh doanh và thuê người làm cho chị Nga. Chị Nga không phải mất quá nhiều thời gian vào cái mô hình kinh doanh đó nữa. Còn về cụ thể công việc thì nếu như mà hiện tại bây giờ gia đình chị đang, chị và chồng chị đang đi làm ở công ty giờ hành chính 8 tiếng thì chị Nga có thể lựa chọn những công việc làm thêm như là kinh doanh hàng online nếu có thể này, hoặc là lựa chọn những cái công việc mà có tính chất giống với công việc hiện tại của chị để chị có thể làm đồng thời làm luôn. Và có rất là nhiều công việc để chị Nga có thể xem xét. Về đầu tư thì chị Nga có thể học hỏi kiến thức đầu tư để đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Còn theo anh Quang thì sao ạ? Anh thì anh đang quan tâm hơn ở cái khía cạnh, ví dụ như là hãy bảo là đôi khi cũng chạnh lòng và cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Đấy, khi mà thấy những người bạn tuổi thì thế này thế kia. Thật ra là trong cái cách tiếp cận của mình nghĩ là nếu mà con người chúng ta hướng đến cái sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư thì cái yếu tố tinh thần cũng khá là quan trọng. Tức là một mặt khác thì okay, Nga biết nhìn lên để mà cảm thấy mình còn phải phấn đấu nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng có một khía cạnh khác là tự dưng mình lại kiểu cảm thấy mình kém ấy, đúng không? Mình rất là không happy với cái việc này, thì cũng không nên đến mức như vậy, đúng không? Vì mỗi người nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, và đôi khi người ta bảo là biết đủ thì là nó đủ và cuộc sống nó cũng hạnh phúc thôi. Đầu tiên là nó phải như vậy, tức là tinh thần phải tích cực. Và theo kinh nghiệm của anh thì khi mà làm việc với nhiều khách hàng thì vấn đề nó cũng không hẳn nằm ở cái chỗ là năng lực như nào đâu, mà nhiều khi là cái niềm tin đó, đúng không? Nếu mà ví dụ mình nghĩ mình kém cỏi thì mình không là khó để có thể tăng thu nhập được, đúng không? Nhưng nếu mà mình phá vỡ được cái niềm tin giới hạn là mình nghĩ là ok, với cái năng lực của mình hoàn toàn có thể có cơ hội để tăng thu nhập lên gấp 30%, 50%, thậm chí là gấp đôi con số đây, hoàn toàn có thể làm được. Thực sự là như vậy. Thì nếu mà có bạn nghe mà gặp trực tiếp thì mình sẽ thể thử coaching cho bạn ấy xem thì là có niềm tin giới hạn nằm ở đây không, và cái khả năng có thể như thế nào. Đấy, thì nếu mà phá vỡ được cái mức đó thì bạn sẽ thấy được là cái năng lực thực sự của mình nó phải hơn cái mức như này. Đó, thì anh rất là chú ý đến cái yếu tố chỗ là yếu tố tinh thần. Tức là trước hết là bạn ấy phải biết hạnh phúc với những gì mình có đã, và bắt đầu từ đó mình tăng dần cái niềm tin của mình lên, mình nỗ lực hơn là theo kiểu là mình lại cứ cảm thấy là suy nghĩ là mình kém cỏi. Nếu mà cứ suy nghĩ như vậy thì mình lại kém thật. Đó là cái góc độ mà anh nhìn thêm ở đây. Thì còn anh tin rằng là cái nền kinh tế Việt Nam mình thì cơ hội là còn rất nhiều. Thì bạn nên nâng cao cái ví dụ như là bạn có thể tập trung vào công việc hiện tại, nhưng mình chú ý mình học thêm, nâng cao được năng lực của mình, kỹ năng trí tuệ của mình, thì cái human capital khi mà nó tăng lên thì nó cũng sẽ giúp cho cái thu nhập từ công việc hiện tại tăng lên. Ngoài ra thì nó cũng có một nghiên cứu rồi, người ta làm survey thì trên thế giới có khoảng độ lúc mà trong cái survey đó thì khoảng 100 mà nghĩa là khi người ta survey mấy trăm gọi là millionaire, những người triệu phú tự thân ấy, thì có đến 65% những triệu phú tự thân đó thì trước khi trở thành triệu phú thì họ đều có ít nhất là 3 nguồn thu nhập. Đấy, thì nhà này chắc nếu mà như mô tả như này thì mới có mỗi cái thu nhập từ tiền lương thôi, cố định thôi, thì nhà này chắc chắn là phải nghĩ thêm các cái nguồn khác mà nãy Duyên cũng có đề cập các cái khả năng rồi, đúng không ạ? Có thể là đầu tư, có thể là kiếm thêm một cái công việc phụ ngoài giờ, nhưng nguyên tắc của công việc phụ là đã là nói nghề tay trái thì là không ảnh hưởng đến cái việc chính của mình. Đó là cái nguyên tắc khá là quan trọng. Mà ngoài ra là cũng phải cân đối cái thời gian của mình dành cho gia đình như thế nào, chứ cũng không nên là chỉ vì ám ảnh mỗi cái chuyện thu nhập mà mình để ảnh hưởng đến cái điều đó thì cũng không nên, nhưng mà mình nhầm lẫn giữa phương tiện và cái mục đích mất. Ngoài ra thì tại VNREX thì chúng tôi có cách tiếp cận là
khách hàng nên chú ý đến vấn đề xây dựng sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư của mình, thì nên bắt đầu với việc là khám sức khỏe tài chính của mình, rồi làm cái kế hoạch tài chính tổng thể. Thì từ đó mình sẽ có một bức tranh tổng quát, thì khi đó các hành động liên quan đến cân đối thu chi như nào, rồi xây dựng các loại tài sản ra sao, ví dụ như hỏi thêm nữa là có quỹ dự phòng thanh toán nhanh chưa, đã có đầy đủ bảo hiểm chưa, đã có kế hoạch cho hưu trí chưa, rồi bắt đầu mới tính tới các cái loại đầu tư vì những cái mục tiêu vân vân các loại. Đã thì với cách tiếp cận như vậy thì anh nghĩ là nó sẽ toàn diện hơn cho bạn nghe. Như vậy là Duyên và anh Quang cũng đã đưa ra những cái cách giải quyết và góp ý cho gia đình của bạn Nga. Thì bạn Nga có thể là nếu như mà được trực tiếp thì có thể đến VN Direct, để VN Direct có thể giúp bạn Nga có một cái kế hoạch tài chính tổng thể, từ là bạn Nga có mục tiêu gì trong tài chính này, sau đó thì lên những cái kế hoạch tài chính từ cân đối thu chi, xây dựng các loại tài sản cần thiết từ phòng vệ, bảo hiểm đến tích sản, thu chí. Còn về nguồn thu nhập thì có hai nguồn thu nhập là chủ động và thụ động, thì bạn Nga cũng có thể xem xét để tìm kiếm cho mình những cái cơ hội và tăng cái human capital của mình lên, thì mình sẽ có được những cái nguồn thu nhập cao hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.